Hello xin chào tất cả mọi người lại quay trở lại với kênh của mình nhá. <laughs> thì nhiều bạn mới nuôi ông chưa phân biệt được thế nào là mù chúa mà nhiều bạn cũng mới nuôi và chưa biết thế nào là mù chúa thì mình xin trả lời mù chúa nó thường làm ở đâu mù chúa thường được làm ở đáy đáy tổ mọi người nha như như cái như cái cầu này thì nó có một cái này đây này đây là mù chúa là một cái này hai này ba cái mù chúa nha và nó có thể làm được ba cầu đều đều là mùa chúa hết ba cầu đều có mùa chúa nhá nhưng người ta muốn nuôi ong hiệu quả ấy thì người ta sẽ nhân tạo chúa và tự làm chúa chứ không phải để ong làm tự nhiên như tổ này thì mình sẽ kiểm tra và mình vặt đi bỏ đi một cái nhá đó các bạn kiểm tra cái nào mà nó không hiệu quả ấy như như cái này là không có à mới có mú, mới có ong ở trong ấy, mới có ong non là ong chúa non. Thì uh, như kiểu mú này, với mú này là nó sẽ nên nhá. Các bạn sẽ di cầu này sang cái tổ mà các bạn muốn. Gỡ bỏ uh, muốn thấy chúa tổ đấy yếu. Các bạn sẽ di cầu này sang cái tổ đấy nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cái tổ đấy nó được di đi từ cầu này sang uh, dạng từ tổ này sang tổ kia có di được không, mình trả lời là có nha. từ tổ này cho sang tổ kia vẫn được. các bạn bắt ở rừng về, các bạn chỉ cần di một cầu, có nhộng có mật đầy đủ là nó sẽ có ong uh, nha. và như thế nào ạ? thường thường là mua chúa nó sẽ làm ở cái phần ong, cái nhộng tơ, cái bánh tổ mới, đây là cái cầu mới, cái tổ mới, cái này được gần một năm thôi, là nó sẽ làm ở tổ mới nha. Và không bao giờ nó làm ở mấy cái tổ 2 đến 3 năm đâu Bởi vì ông nó yếu thế Như thế nào đấy mình không rõ Đấy nha Cái mua chúa Đây là mũ chúa được tầm khoảng 0,3 ngày tuổi này Được 3 ngày tuổi nha Hoặc là 4 ngày tuổi đấy Đó Tầm khoảng 7 đến 8 ngày tuổi là chúa sẽ nở nha Bây giờ mình sẽ thế Thế một thế tổ này, cầu này Sang cho một tổ Mũ uh, Một tổ có chúa yếu Và tầm 2 đến 3 ngày Nó chăm sóc Thì cái này sẽ có một con tường mới nha tường mới nó sẽ rất là khỏe đẻ rất là nhanh các bạn lưu ý nha khi các bạn kiểm tra thấy nó đẻ rồi các bạn vặt bỏ một cái đi một đến hai cái này thì nó sẽ nở nở một đến hai cái có thể hai cái nó sẽ nở cùng một lúc thì nó sẽ nó sẽ chia tổ đấy làm hai tổ luôn còn <laughs> mình để hai cái như này cũng được nhưng mà các bạn kiểm tra liên tục các bạn vặt cái này đi để một cái hoặc vặt cái kia đi để cái này thì cái này nó nở trước thì nó sẽ không bay nữa và cái này nó nở sau à, cái này mình vặt đi á coi như là nó chết rồi bây giờ các bạn kiểm tra xem con nhộng nào khỏe thì mình để con đấy nha mình mình không thấy con nào ok bây giờ mình sẽ để con này nha đây mình thấy con nhộng này bây giờ mình sẽ vặt con này đi bỏ đi nha bỏ đi nhá đó trong này có nhộng mọi người nha có nhộng ở trong này thì mình chỉ để một cái thôi tránh tình trạng là không sẽ bốc bay bây giờ mình sẽ đi thế vào nha nói chung là như, buổi nhớ mình không đủ cho nên mình không thể quay video cho mọi người được bây giờ mình sẽ đi thế một tổ hồng yếu